Là ngày sinh nhật anh muốn gì đó đặc biệt chứ không bình thường. Nhưng người anh thương chỉ cần một món quen thuộc, đó chính là trà sữa. Đòi cho bằng được vào Miss em mơ khi qua biết bao con đường. Một ly trà sữa kè bóp nhân sâm là em sẽ không cần quà nữa. Một, khi yêu nhau thì chẳng quan tâm cái gọi là vật chất, vì em chỉ cần trà sữa mỗi ngày đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Em nói với anh ở đây không những trà sữa thơm ngon bậc nhất, còn được selfie cùng các thần tượng kè bóp với không gian cực chất. Hạnh phúc gì bằng khi nhìn thấy em vui cười đôi mắt long lanh, thì màu đó là màu hạt dẻ tròn xe như hạt trân châu trắng. Anh hứa sẽ làm một cách để em mãi làm yêu lớn trong anh, yêu em nhất đời, người con gái mang làn da nâu nắng. Với thân hình nhỏ nhắn nhưng một khi bên em làm cho anh hết phiền lo, và cô bé trà sữa biệt danh dễ thương gắn liền với em đó. Anh hứa mỗi khi không vui anh sẽ dắt em đi qua Miss and More, để gặp nhau nhiều hơn thì dù cho giận hờn kiểu gì cũng hết nhăn nhó. Cùng dạo quanh qua bao con đường lại dừng chân một nơi rất quen. Mình đi đâu xa làm gì vào ngày đây chơi chuyện với em. Chưa xíu tâm tư lo, anh thật khéo biết đi em à. Nhưng phải đến với Meet and More thì em mới chịu đó nha. Meet and More, Meet, Meet and More. 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 Hạnh phúc gì bằng khi nhìn thấy em vui cười đôi mắt long lanh, thì màu đó là màu hạt dẻ tròn xe như hạt trân châu trắng. Anh hứa sẽ làm một cách để em mãi là yêu lớn trong anh, yêu em nhất đời, người con gái mang làn da nâu nắng. Với thân hình nhỏ nhắn nhưng một khi bên em làm cho anh hết phiền lo, và cô bé trà sữa biệt danh dễ thương gắn liền với em đó. Anh hứa mỗi khi không vui anh sẽ dắt em đi qua Miss and More, để gặp nhau nhiều hơn thì dù cho giận hờn kiểu gì cũng hết nhăn nhó. Sinh nhật anh muốn gì đó đặc biệt chứ không bình thường. Nhưng người anh thương chỉ cần một món quen thuộc, đó chính là trà sữa. Đòi cho bằng được vào Miss em mơ khi qua biết bao con đường. Một ly trà sữa kè bóp nhân sâm là em sẽ không cần quà nữa. Một, khi yêu nhau thì chẳng quan tâm cái gọi là vật chất, vì em chỉ cần trà sữa mỗi ngày đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Em nói với anh ở đây không những trà sữa thơm ngon bậc nhất, còn được selfie cùng các thần tượng kè bóp với không gian cực chất. Hạnh phúc gì bằng khi nhìn thấy em vui cười đôi mắt long lanh, thì màu đó là màu hạt dẻ tròn xe như hạt trân châu trắng. Anh hứa sẽ làm một cách để em mãi là yêu lớn trong anh, yêu em nhất đời, người con gái mang làn da nâu nắng. Với thân hình nhỏ nhắn nhưng một khi bên em làm cho anh hết phiền lo, và cô bé trà sữa biệt danh dễ thương gắn liền với em đó. Anh hứa mỗi khi không vui anh sẽ dắt em đi qua Miss and More, để gặp nhau nhiều hơn thì dù cho giận hờn kiểu gì cũng hết nhăn nhó. Cùng dạo quanh qua bao con đường lại dừng chân một nơi rất quen. Mình đi đâu xa làm gì vào ngày đây chơi chuyện với em. Chưa xíu tâm tư lo, anh thật khéo biết đi em à. Nhưng phải đến với Meet and More thì em mới chịu đó nha. Meet and More, Meet, Meet and More. 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 Hạnh phúc gì bằng khi nhìn thấy em vui cười đôi mắt long lanh, thì màu đó là màu hạt dẻ tròn xe như hạt trân châu trắng. Anh hứa sẽ làm một cách để em mãi là yêu lớn trong anh, yêu em nhất đời, người con gái mang làn da nâu nắng. Với thân hình nhỏ nhắn nhưng một khi bên em làm cho anh hết phiền lo, và cô bé trà sữa biệt danh dễ thương gắn liền với em đó. Anh hứa mỗi khi không vui anh sẽ dắt em đi qua Miss and More, để gặp nhau nhiều hơn thì dù cho giận hờn kiểu gì cũng hết nhăn nhó. Sinh nhật anh muốn gì đó đặc biệt chứ không bình thường. Nhưng người anh thương chỉ cần một món quen thuộc, đó chính là trà sữa. Đòi cho bằng được vào Miss and More khi qua biết bao con đường. Một ly trà sữa kè bóp nhân sâm là em sẽ không cần quà nữa. Một, khi yêu nhau thì chẳng quan tâm cái gọi là vật chất, vì em chỉ cần trà sữa mỗi ngày đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Em nói với anh ở đây không những trà sữa thơm ngon bậc nhất, còn được selfie cùng các thần tượng kè bóp với không gian cực chất.
Hạnh phúc gì bằng khi nhìn thấy em vui cười đôi mắt long lanh. Thì màu đó là màu hạt dẻ tròn xe như hạt chân trâu trắng. Anh hứa sẽ làm một cách để em mãi là yêu lớn trong anh. Yêu em nhất đời, người con gái mang làn da nâu nắng. Với thân hình nhỏ nhắn nhưng một khi bên em làm cho anh hết phiền lo. Và cô bé trà sữa biệt danh dễ thương gắn liền với em đó. Anh hứa mỗi khi không vui anh sẽ dắt em đi qua Miss & More. Để gặp nhau nhiều hơn thì dù cho giận hờn kiểu gì cũng hết nhăn nhó.